Các bạn, ở đây mình đang có một con ống kính siêu rộng 12mm f2.8 của hãng là 7XT-SAF, và đây là một phiên bản đời 2 nâng cấp của phiên bản đời 1. Với phiên bản đời 1 á, thì giá nó cũng rất là rẻ và đặc biệt rất là ngon. Nhưng mà sẽ có một vài hạn chế, ví dụ như là sẽ hơi bị méo ở viền và hơi bị sót ở viền. Ngoài ra phiên bản đời 1 á, thì các bạn không thể nào mà gắn được các filter máy ảnh mà phải mua thêm một cái hood của hãng 7XT-SAN để gắn được filter. Và bây giờ 7XT-SAN đã ra phiên bản nâng cấp đời 2, khắc phục hoàn toàn mọi nhược điểm của phiên bản đời 1 luôn. Ví dụ như là nét toàn khung rồi, và ở khẩu f2.8 á, thì ảnh cực kỳ sắc nét. Và đây cũng là một phiên bản ống kính siêu rộng không méo rẻ nhất thế giới hiện tại, cho góc nhìn lên đến 100 độ và phi là 67mm, gắn được các filter máy ảnh dễ dàng, không cần mua thêm bất kỳ phụ kiện nào nữa. Và đây bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Truyền thống của Betisan á, thì cái hộp nó cũng y chang nhau thôi, không có cái gì gọi là quá đặc biệt. Đây, sản phẩm của chúng ta mình sẽ đổi để tất cả qua một bên nhé. Ống kính này á, thì bằng kim loại nha các bạn. Tất cả các ống kính của 7XT-SAN đều bằng kim loại, không có con ống kính nào mà bằng nhựa. Trọng lượng á, rất là nhẹ, chỉ có là 300 gram thôi, siêu nhẹ luôn. Đây cho các bạn xem, các bạn có thể thấy được rất là rõ là thấu kính á, là được tráng phủ rất là nhiều lớp coating của hô gia. Tại vì 7XT-SAN và Hoya hợp tác với nhau cũng vài năm rồi, mà Hoya là hãng chuyên làm các filter máy ảnh hay là các thấu kính lớp phủ á, chất lượng cực kỳ cao, thì hai hãng hợp tác với nhau nên tất cả các ống kính của 7XT-SAN đều được Hoya phủ lớp coating, nên màu sắc nè khi chụp ra thì rất là trong trẻo và đẹp mắt, không có bị cái tình trạng là quang sai màu hay là bị viền tím quá nhiều như các ống kính khác. Như hồi nãy mình có nói á, thì với ống kính này nó sẽ có phi là 67mm nè. Thì các bạn có thể mua các filter 67mm và gắn trực tiếp vào con ống kính này luôn, không cần qua cái hood. Phiên bản đời 1 á, thì cái hood nó nếu mà mua lẻ tới 350 ngàn là rất là cao. Con này thì không cần nữa. Mà giá phiên bản đời 1 với đời 2 bây giờ thì nó đã bằng giá nhau rồi. Và phiên bản đời 1 tất nhiên đã bị ngưng sản xuất rồi nha các bạn. Với con ống này á, thì nó có 5 lá khẩu. Thiết kế quang học á, là sẽ 12 thấu kính trong 10 nhóm. Khi chụp với ánh đèn á, thì nó sẽ ra tia sao lên đến 10 cánh, rất là đẹp. Nên khi bạn mua con ống kính này thì các bạn không cần mua thêm các filter giả lập tia sao, hoặc là không cần dùng đến các phần mềm Photoshop để giả lập các tia sao cho nó rườm rà và mất công. Chụp một phát ra tia 10 cánh luôn. Bây giờ mình sẽ gắn con lens này lên body Fuji Film XS10 của bên mình cho các bạn xem. Đây, trông rất là nhỏ gọn và cân đối, nhẹ nữa, chỉ có 300 gram thôi, siêu nhẹ. Khoảng cách lấy nét gần nhất của con lens này chỉ có 15 cm thôi, có nghĩa là chưa đến một gang tay, nó chỉ khoảng nhiêu đây thôi. Đó, rất là gần. Khẩu độ lớn nhất á, là f2.8 đến f16, và vòng khẩu á, là dạng D-Lite nha các bạn. D-Lite như vậy á, thì khi mà chụp á, vặn khẩu rất là mượt mà không có bị gián đoạn. Đây mình vặn bằng cái ngón giữa nè, nó rất là mượt mà luôn. Lens 12mm này á, thì nó sẽ có các ngàm cho Fujifilm nè, Sony M43, Nikon Z, Canon RF và Canon LSM. Góc nhìn lên đến 100 độ nên rất là thích hợp để các bạn có thể mang đi du lịch chụp phong cảnh nè. Ngoài ra ống kính này là một con ống kính không méo nên các bạn có thể chụp ảnh kiến trúc, nội thất rất là dễ dàng, và bạn có thể chụp ảnh mà chân dung đầy sáng tạo luôn. Thì các ảnh mà demo của con ống kính này mình sẽ để link ở bên dưới, hoặc các bạn cứ vào fanpage bên mình sẽ để đây, Betisan Việt Nam phân phối chính hãng, bảo hành 1-1 cho các bạn và có hỗ trợ trả góp 0%, có miễn phí vận chuyển luôn. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp 0%, mình sẽ để bên dưới nhé. Còn đây là số điện thoại bên mình, nếu bạn nào cần tư vấn bất kỳ điều gì đó, thì cứ liên hệ với mình là được. Rồi, xin chào bạn.